Ok, chúng ta to mà tiếp những bàn này kia đi. Bàn là những bàn phô muối này. Bàn phô muối ấy. Chẳng tìm muối mờ. Thì mờ phô Form action mà mình chú phá con này. Đặt tên thân mà. Bạn đã phê ra trực bụi tông giọng mít. Vì nó rung tên này đó. Mau phá người đài là bắt tôi phá thì. Anh chạy nhé. Method mà phô phần. Chạm tên thân out of form và method mà phô. Mình mới được mà get ra đến từ cầu. Anh ấy vô lên này. Code on ấy. Và code tích bọc ấy nè. Ở đây khán tích bọc dưỡng cứ lấy name. Phải chăm name vì value 1. Nên name value 2. Name. Và ID phải dùng mùi nâng. Cho bạc tích. Và tôi mà tiếp đi. Bút tông dưỡng tôi type mà submit trên này. Admin type mà bút tông đôi cho bạc tích. Và thay sao bút tông nâng tới bút tông bỏ cho bạc tích ra. Bút tông type mà submit mà nâng bút tông rồi bỏ. PHP. Hay mùi tiếp thay nâng không form đấy. Bạc form. Hay nâng bật. Bật form. Và tiếp ở cả form này. Bút tông miền nát đào nâng. Cái PC ở đây sẽ cả form mà đăng ra. Sau này mà có chọn nó send trình. Thì chắc bút tông ok thì mình send. Send tên nào. Nên send đi send tới đặt tập bệnh. Lấy dưới send một page xuống dương rồi sao ấy. Ở toàn mình ca kẹt như nào mùi thì. Ở toàn mình ca xeo tên nào. Đã ta cho ta bệnh nào mùi thì. Cứ chỉ ca kẹt như thòm nào. Quán ý nhé. Viện chán cái lang mà nó sẽ được lưu kháng lưu. Phí 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 chắn là lưu cốt là lưu. Chắc ai phí lưu đọc thái các bạn á. Thấy ba có bác phí phí. Bất phí phí ở hai. Xe khóng các bạn. Thấy xe các bạn. Và đang phê cư xe viết thêm chung mũ ấy trời đẹp đã. Chung mũ nâng lại trời. Các bạn. Chẳng chỉ cặp đám tẻ mờ. Tí mũi cứ bụt tông những trọt đá mà nà. Đỗ cho ba xịt dần. Và xem được gặp này. Cho nên mới chạy vào trong đàm lá như phở if. Bạn bật bụng cho. Thế nhé. Rút một môn if function if đôi. Cho mà skip dân code từ riêng cái này. If I. If. Nhưng bà mới tốt mỗi chú is set. Bạn bật chạy. Is set mà nó chọc như có mình chọc. Hay mùi tiết. Đồ lá ăn có phổ. Bạn bật nếp. Hay bạn quý nhà đáo đã chú mô bụt tầng. Bụt tông chú mô mình, chú mô thá, add. Yeah. À này cứ chú mô thá, add. Phô hôn đi, ở đây dân chạp chú mô rồi bó. Bụt tông tờ phở, đồ lá ăn được phố, phô hả phô không bị mục trên đây. Đau chân màu. Tạp toán. Yeah. Ít xét ní cứ đầm bấy. Trang thân mô đầm bấy tròn, thẻ phá, tao bụt tông nứng, miếng mang cho chọt. Mà chất cái thơ ca cốt trong đằng. Hay y vì mục đi đã lại khám đôi cho bà kịp nhé chấm nhân echo mà echo rằng bắn ra bao bụt tông nó chắc đá vì nó bọc mình sẽ cả ta rằn lọc vào vĩnh mới lại tập hồ chấm chọc thạch sinh tĩa rằn đấy bây giờ refresh xong nó đã bắt tập vĩnh ra bên phim trong ra bán chất chọc thạch vì sinh tĩa thả rằn chấm bao bụt tông dưỡng đã hiện một toa nhưng trong bộ pi lại cho kia hiện một toa thấy chặt lại ở bàn thấy cho nên mới chặt lại nhưng mà camera bồn mà camera bồn không phí phí para đô la bị mục đô la value one mà năng ấy mà năng thô value one và là bồn phí phí ở bậc cao hóa nên cho vào phim tế cứ đặt đô la bị mục hay chú mua vô tài mà chứng dịch như thế ở đây ca chạp vô thiếp nam muối nó không phốm nhưng ta đồ lá ăn có phổ vô thốm bán nếp đặt chú mua vía thay bật mình toán ở đây phí được khiến đồ lá vào dù thú mà nó phố vào dù thú những echo tay mơ sân là ta nhưng chạp màn lại phí nâng ạ chẳng echo tại cái echo value one echo là nạp print một ca chạy vào tiếp document dot write anh ấy cứ echo nữa. Echo value one trong to chỉ môi print vào nhà chọn
អត់ប្រើសញ្ញាបូកវាច្បាស់ពីទីហើយខ្ញុំចង់តជាមួយចោះបន្ទាត់ខ្ញុំដាក់ BR ចាំមកអញ្ចឹងតជាមួយចោះបន្ទាត់តជាមួយនឹង value 2ហើយស្មីកន្លងអ្ហាមើលតនេះណាពេលចូលសម្រាប់ print បង្ហាញ message អញ្ចឹង value 1វាចាប់ទៅនៅពីលើមកវានឹងចោះបន្ទាត់មួយដោយ HTML BR នេះណាខ្ញុំទៅខ្ញុំរាំងថាទៀតនេះខ្ញុំចូល5នេះខ្ញុំចូល3ខ្ញុំចុច submit ឃើញទេ5ចោះបន្ទាត់3ប៉ុនណាបាទនេះចាប់ថ្លៃបានហើយចាំបានកណីចាំបកការ៉ាបូលមួយឈ្មោះ total ដុល្លារមកមក total ស្មើនឹងអី total ស្មើនឹង value 1 + នឹង value 2 សើមកហើយ echo total ហើយយើងនោះពីខោបាទអញ្ចឹង5 3អូខេមក8ចង់យក8នៅក្រោមអង្គណានៅលើទេអត់នេះកូដទុកដដែលប៉ុន្តែយើងកំពត់អីកូដនៅនឹងយើងចោះមកក្រុមមកចង់អេកូក្រុមបតុងហ่ะក្រុមហ្វមហ่ะយើងបើក PC អេកូនេះទៀតមកអេកូ total ឃើញទេសរសេរណាក៏បានលើក្រុមនឹងបើកបោះវាត្រូវមកអញ្ចឹងកាក់នេះទៅលើទេតែបង្ហាញនៅក្រុមដាក់ក្នុង A1 មកតអេ1បត់ A1តែវាសំខាន់ដល់ថាអីពេលរ៉ាន់ដំបងអត់បានប្រកាសវាពេលរ៉ាន់ដំបងវាអត់បានឆ្លងកាត់កូដនេះឡើយទេថាកូដនេះតោះតបិទប៊ូតុងចុចនឹងវារ៉ាន់អញ្ចឹងវាចេះរ៉ាន់រ៉ាន់ផាច់ផាច់មកមកអេកូវាអេកូមិនចេញបើអត់ទាន់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅប្រកាសចោលមួយអញ្ចឹងនៅលើផតលេខយកប្រកាស total ស្មើទៅទេដល់អីគេប្រកាសវាចោលចុះទៅពេលយើងរ៉ាន់ like errorចាំដាក់មក8 + 5 submit 13អ្វីតែបញ្ហាអង្គុយមើលទៀតចុច submit ទៅចាំថាឲ្យទៅ submit web ទាំងអស់ទៅតែ refresh ចុចផាច់ refresh មកអញ្ចឹងបើលើអ៊ីនធឺណិតវាដាបន្តិចតែអីរាល់ការកាក់ងារ process ទាំងអស់ឲ្យទៅ submitគឺរុញទៅ server server រុញមកវិញរុញទៅ server រុញទៅ PHP រុញមកកូដនេះកាលណាឡៃរុញនេះកន្លែងនេះនេះកន្លែងរុញនេះដោយសារផេកតែមួយវារុញទៅខ្លួនវាចាក់វាចប់វាតម្លាក់មកខ្លួនវាវិញបាទអានេះយកជា process តិចតួចត្រូវដឹងវាអីកន្លែងនេះត្រូវដឹងថាការបង្កើត PHP ត្រូវមាន form HTML 1ណាក្នុង form នឹងត្រូវមានសំខាន់គឺ name name វិញ tick box ទីលើខាងលើមាន name មួយ value 1 tick box បន្ទាប់ name មួយ value 2ហើយប៊ូតុងត្រូវមាន name មួយដែរឃើញទេអ្វីសំខាន់គឺនេះ action តើពេលគេចុច submit ប៊ូតុងហ្នឹងឬក៏ form ហ្នឹងវាបញ្ជូនការទៅណាដាក់ឈ្មោះ page ឲ្យវាត្រឹមត្រូវកន្លែងនេះសារតែផេកយើងនៅកន្លែងដដែលដាក់ឈ្មោះដដែលអញ្ចឹងមើលផេកដដែលផេកយើងគឺផេកកូដនៅខាងលើកូដនេះរាំមកឆ្វាត់ចុះមកពេលលើកដំបូងវាដើរតែ total នេះទេកូដនេះអត់បានដើរថាអីតតែប៊ូតុងទៅបានចុចបានវាដើរបើអត់ប្រកាសខាងលើចោលទេពេលវារាំនៅក្រុមវា error កន្លែងនេះដូចមិនអញ្ចឹងគឺ errortotal អត់បានប្រកាសកាត់ឲ្យយកវាប្រើអញ្ចឹងដល់ពេលត្រូវប៊ូតុងត្រូវបានចុចនេះប៊ូតុងត្រូវបានចុចវារត់ឡើងមកលើវិញគឺវាចាប់ផ្ដើមឆែកមើលនេះប៊ូតុងចុចមែនអត់បើចុចការប្រកាសប្រាបូលគឺប្រើសញ្ញាដុល្លារហើយដាក់ឈ្មោះប្រាបូលជាងតាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហាមបកគ្លីហាមប្រើសញ្ញាផ្សេងៗគេហាយ
តាមប្រើ symbol ផ្សេងៗអញ្ចឹងចាំទៅប្រហែលថា4អញ្ចឹងទៅបានហើយនេះដាក់ពីក្រោយស្មើស្មើហ្នឹងដុល្លារ underscore ផងធំទាំងអស់ហើយបិទដាក់ឈ្មោះចូលនេះ value 1 value 2បោះទៅឲ្យហើយ value 1 + value 2បោះមកឲ្យ total បើយើង echo total ហ្នឹងវានឹង print នឹងតែម្ដងចាំឃើញនៅលើគាត់មើលចាំមកអត់ print នឹងទេរត់មក print នៅខាងក្រោមនេះវិញ echo h1 total ទៅកូដវាយើងចាប់ដើមយើងនិយាយឲ្យវាឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះនិយាយមិនបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់នេះហើយយកអត់ភេកញ៉ៃទេដាក់ភេកតែមួយប៉ុន្តែកូដមិនទីមានតាំងឲ្យ team RCS PHP match all ដាក់ក្នុងតោះទៀតនេះតែរីកគាត់បង្ហាញ form ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង